Hỏi nè. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Hôm nay rồi mình sẽ nhận nước bạc nha mấy đứa. Uống cái nước bạc không nữa. Ê, cậu, ê, Vịnh, ai Vịnh cái này. Đâu? Nút bạc nha mọi người ơi. Ông đó nói bên chùa Bố Hương mà ổng hả? Đi vô chùa luôn, tôi nói ngang chùa Bố Hương mà. Thôi đi vô, Thôi chưa, không có cắn được, cái này không có cho cắn. Từ từ. Thôi, cái này đừng có cắn. Thôi đi vô nhà. Đây còn nhãn mát đàng hoàng. Bây giờ Xuyên sẽ khui ra nha mọi người. Khui một bên không biết được không ta. Chắc không được. Nên là Xuyên phải khui ra. Đây bên trong là mọi cái này là cái gì đây mọi người ha. Bên trong là cái gì để Xuyên xem. Khui tiệt. Cái này là đã trả tiền rồi á mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ để cái này đi. Quan trọng là bây giờ cái này mới là quan trọng. Cái này còn cờn quá cả nhà ơi. Đây Xuyên sẽ gỡ cho mọi người xem. Wow. Đây là cái gì? Xuyên đã để ngược bè mọi người. Wow mọi người ơi, lần đầu tiên mà Xuyên lại được nút bè đó mọi người. Đây nha mọi người, Vinh, Vinh và Bắp. Bắp ơi, thích không Bắp? Thích không? Bắp lượng thích không? Thích thì gật đầu ơi. Ủa, Bắp mới trong quá không? Gật đầu không được đâu đúng không? Đây nha mọi người ơi. Đây chụp hình nha. Mấy mẹ con mình chụp hình nha. Đây. Miếng coi nè, không miếng nè, không miếng. Bữa nay ngoan
mà thấy cưng lắm. Tại vì đặt nước bạc là có đồ ăn ngon rồi đó. Phải không, bắp? Dễ thương lắm. Bây giờ thì Sen sẽ tắt like và đi mua đồ ăn cho tụi nó nha. Còn nữa nha cả nhà, Sen đăng sau nha.